Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư ngày 26 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Đường cao tốc ở Lâm Đồng tiềm năng để phát triển. Lễ Phật đản Phật lịch 2565 trang trọng và an toàn phòng chống dịch bệnh. Phòng chống Covid-19 bắt đầu từ ý thức mỗi người dân. Sau có vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi, khó khăn trong phát triển cây dược liệu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm và nội dung giải pháp thực hiện nhiệm vụ của ngành trong những tháng còn lại của năm 2021. Cùng dự buổi làm việc có ông Đặng Chí Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng đại diện một số sở ngành hữu quan. Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy, 5 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 11.100 lao động, đạt 38% kế hoạch. Đối với chính sách người có công, toàn tỉnh đang thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên cho hơn 9.300 đối tượng, đang tiến hành xây dựng mới và sửa chữa hơn 700 nhà ở cho người có công. Công tác an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, nhìn chung đang được thực hiện tốt. Đối với công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, 100% trẻ dưới 6 tuổi được khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. Công tác giảm nghèo thực hiện đạt hiệu quả cao thông qua các giải pháp như vốn vay ưu đãi, hỗ trợ cây con giống, đào tạo và giải quyết việc làm cho người lao động. Đối với công tác bảo trợ xã hội, đảm bảo 100% đối tượng thuộc diện bảo trợ được hưởng trợ cấp xã hội và các chế độ theo quy định. Bên cạnh những kết quả đã thực hiện, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng nêu lên một số khó khăn bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là một số quy định đối với người có công, nguồn kinh phí phục vụ cho một số hoạt động của các đơn vị thuộc sở cũng chưa được đáp ứng. Xuất khẩu lao động không đạt kế hoạch do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy gặp khó khăn do số lượng người cai nghiện tăng nhanh hàng năm. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Hiệp đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã đạt được, đồng thời lưu ý một số tồn tại hạn chế cần khắc phục, nhất là vấn đề thực hiện các giải pháp phòng chống đuối nước ở trẻ em, quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách cho người có công, đảm bảo an sinh xã hội trước tình hình dịch bệnh COVID-19. Lưu ý làm tốt việc đào tạo, nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động, đảm bảo an toàn lao động, quan tâm thực chất giảm nghèo bền vững, tính toán việc đầu tư đảm bảo hạ tầng cho các cơ sở cai nghiện, đồng thời làm tốt công tác quản lý đảm bảo an ninh trật tự tại các trung tâm cai nghiện, tiếp tục sắp xếp lại bộ máy của sở, đảm bảo tinh gọn và hiệu quả hơn. Đối với một số kiến nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội liên quan tới các cơ chế chính sách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan cần phối hợp giải quyết trong thời gian tới. Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc thuộc tuyến cao tốc Dầu Dây - Liên Khương được xem là công trình có vai trò ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng cũng như khu vực Tây Nguyên. Lễ Phật đản năm nay diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, nên các hoạt động làm lễ đều được gói gọn, tránh tập trung đông người. Nhưng vẫn đầy đủ các nghi lễ trang trọng và ý nghĩa là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Chuyển sang thông tin khác, tỉnh Lâm Đồng có tổng số 1.541 thôn buôn tổ dân phố, gọi chung là khu dân cư, thì đã có đến 1.213 khu dân cư đã xây dựng hương ước, quy ước. Hương ước, quy ước của các khu dân cư gắn với nội dung trọng tâm của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời là một trong những nội dung nằm trong bộ tiêu chí để xây dựng nông thôn mới và công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Nội dung và hình thức của các bản quy ước, hương ước được thực hiện đúng theo quy định của chính phủ và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hương ước, quy ước của các khu dân cư không những phát huy thuần phong mỹ tục, đề cao chuẩn mực đạo đức và đạo đức truyền thống của dân tộc mà còn là công cụ hỗ trợ tích cực cho cuộc vận động giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất, khuyến học khuyến tài, giải quyết tranh chấp nhỏ trong nhân dân, xóa đói giảm nghèo, đẩy lùi các hủ tục mê tín dị đoan. Tỉnh đoàn Lâm Đồng vừa ban hành thể lệ và phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021. Đây là lần thứ tư cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức nhằm góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh và phát huy tính sáng tạo, năng động cũng như tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên. Đối tượng tham gia cuộc thi là thanh niên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, có độ tuổi từ 16 đến không quá 35, có ý tưởng, mô hình, đề án, khởi nghiệp sáng tạo.
các đối tượng đăng ký dự thi theo cá nhân hoặc nhóm, mỗi nhóm không quá 3 người. Đề án mô hình khởi nghiệp trên khắp các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh Lâm Đồng. Các thí sinh đăng ký và nộp hồ sơ dự thi về các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc để xét chọn trước khi gửi lên ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 30 tháng 6. Cuộc thi gồm có 3 vòng. Vòng loại tìm kiếm ý tưởng, vòng 2 đánh giá các ý tưởng khả thi, vòng chung kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 8 đến tháng 9 năm 2021. Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và các giải khuyến khích. Các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đạt thành tích cao sẽ được ban tổ chức hỗ trợ hướng dẫn đại diện tham gia các cuộc thi khởi nghiệp trong tỉnh và toàn quốc. Trường Đại học Đà Lạt cho biết, từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 7, trường tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 bằng phương thức học bạ trung học phổ thông và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, trường sẽ xét tuyển theo hai hình thức, đó là xét tuyển qua học bạ trung học phổ thông dựa vào kết quả học tập lớp 12 hoặc kết quả lớp 11 cộng với học kỳ 1 lớp 12, lấy tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển. Đối với các ngành sư phạm, thí sinh phải có học lực đạt loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ 8.0 trở lên. Các ngành ngoài sư phạm, thí sinh có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển lớn hơn hoặc bằng 17 điểm và không có môn nào trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển có điểm trung bình dưới 5.0 điểm. Đối với phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2021 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, các ngành sư phạm thí sinh phải đạt từ 800 điểm trở lên theo thang điểm 1.200, quy đổi thang điểm 30 đạt từ 20 điểm trở lên. Các ngành còn lại thí sinh đạt từ 600 điểm trở lên theo thang điểm 1.200, quy đổi theo thang điểm 30 đạt từ 15 điểm trở lên. Được biết, chỉ tiêu tuyển sinh của trường Đại học Đà Lạt năm 2021 là trên 1.200 sinh viên cho 31 ngành đào tạo. Thưa quý vị, trong các loạt phóng sự trước, chúng tôi đã đề cập và phân tích về thực trạng và hiệu quả hạ tầng giao thông trong liên kết vùng của Lâm Đồng đối với nền kinh tế vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. Đối với đoạn cao tốc Tân Phú, Bảo Lộc thuộc tuyến cao tốc Dầu Dây Liên Khương được xem là công trình có vai trò ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng cũng như khu vực Tây Nguyên. Trong bài thứ 3 của loạt phóng sự về giao thông Lâm Đồng, mời quý vị và các bạn đến với ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự về dự án đường cao tốc ở Lâm Đồng, tiềm năng để phát triển. Cũng như người dân ở Lâm Đồng, người dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai vui mừng khi dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đang được các bộ ngành, chính quyền địa phương hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai tổ chức triển khai thực hiện. Làm được như vậy á, thì gia đình ở đây có nói chung tất cả người dân ở địa phương ở xã Phú Sơn này rất là phấn khởi. Thì cũng tạo một cái điều kiện cho người dân được đi tới đi lui được thoải mái và nhanh chóng. Tiện lợi và nó cũng bớt tai nạn giao thông nó đi. Bình thường tôi đi 4 tiếng thì có thể là tôi đi còn có 2 tiếng. Thì cái cuộc sống thì nói chung là nó thoải mái hơn. Dự án tuyến cao tốc Tân Phú - Đồng Nai - Bảo Lộc - Lâm Đồng có chiều dài 67 km, được đầu tư theo hình thức PPP, có sự tham gia hỗ trợ của nhà nước. Đây là tuyến đường cao tốc có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế tỉnh Lâm Đồng cũng như khu vực Tây Nguyên. Trong tương lai, kỳ vọng tạo bước đột phá về cơ sở hạ tầng giao thông cũng như kết nối giao thông thuận lợi với các tỉnh thành khác và góp phần rất lớn trong việc giải quyết nút thắt lớn nhất của quốc lộ 20 đoạn qua Bảo Lộc có độ dốc cao quanh co, luôn thường xuyên xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông vào các ngày lễ. Là hân hoan đối với cái địa phương chúng ta, đó là cái việc giao thương của chúng ta là đẩy lên một cái tầm cao mới. Các cái phương tiện khi tham gia thì cũng đã có những cái là chọn được những các cái cung đường người ta đi di chuyển cho nó an toàn, đảm bảo về mặt thời gian cũng như là về mặt an toàn giao thông cho nó được tốt nhất. Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, khi dự án đi vào khai thác sẽ có vai trò rất lớn giúp kết nối giao thông vùng, tạo lợi thế phát triển cho ngành du lịch địa phương, thúc đẩy tam giác du lịch Nha Trang, Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối giao thông thuận tiện với các tỉnh Đông Nam Bộ và các tỉnh Tây Nguyên. Việc đầu tư đoạn Tân Phú - Bảo Lộc là bước đột phá lớn về phát triển hạ tầng, phát triển kinh tế và tạo đà chuyển dịch kinh tế xã hội rất lớn cho nhân dân Lâm Đồng. Dự án cũng được kỳ vọng là đòn bẩy tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa cho các tỉnh khi việc giao dịch thương mại trở nên thuận tiện và nhanh chóng, thúc đẩy phát triển du lịch, nông nghiệp, công nghiệp. Cao tốc này sẽ mở ra cơ hội rất là lớn cho cái hàng nông sản của địa phương cũng như là các cái hoạt động du lịch của địa phương. Bởi vì khi cái cung đường nó thuận tiện này,
rồi rút ngắn thời gian, thì tôi nghĩ là nó sẽ là mở ra một cơ hội rất là lớn cho địa phương, không chỉ riêng Bảo Lộc đâu mà của cả Lâm Đồng mình nữa. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho tỉnh ta là đầu tư cái, làm chủ đầu tư cái tuyến cao tốc Tân Phú Bảo Lộc hết sức là, tôi cho là hết sức là cần thiết. Đặc biệt là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban tỉnh hết sức là quyết liệt. Ngay từ cuối năm là các đồng chí cũng đã tập trung đề xuất với lại bộ ngành trung ương với chính phủ để cho cái chủ trương này. Đến giờ này chúng tôi cho là nhân dân hết sức là phấn khởi, mà đây là một trong chủ trương hết sức là đúng đắn, hết sức là phù hợp, mà vừa mang tính chiến lược vừa mang tính cụ thể, đặc biệt là giờ phút này thì cái việc mà đầu tư đường cao tốc là được nhân dân hết sức đồng tình ủng hộ. Cao tốc Tân Phú Bảo Lộc có điểm đầu giao với quốc lộ 20 tại xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai và điểm cuối giao với đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Tổng vốn đầu tư của dự án gần 19,5 ngàn tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước hơn 9,1 ngàn tỷ đồng, gồm 50% ngân sách trung ương và 50% ngân sách tỉnh Lâm Đồng. Vốn do nhà đầu tư BBB huy động hơn 10,3 ngàn tỷ đồng. Đây được xem là dự án quan trọng đóng vai trò kết nối, giúp rút ngắn thời gian lưu thông giữa hai khu vực kinh tế, trong đó có Lâm Đồng với khu vực Tây Nguyên. Do đó, tỉnh Lâm Đồng cũng đã xác định sẽ tập trung quyết liệt, quyết tâm cho công tác giải phóng mặt bằng khi dự án được phê duyệt và triển khai thực hiện một cách nhanh chóng để kết nối đồng bộ với tỉnh Đồng Nai, các tỉnh thành phía Nam. Qua đó tạo điều kiện để các huyện phía Nam của tỉnh Lâm Đồng phát triển đồng bộ trên các mặt kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Sở Y tế Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn ngành dự trữ thuốc, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, đảm bảo cho công tác điều trị người bệnh COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn tỉnh khẩn trương kiểm kê số lượng thuốc hiện có, căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Y tế, tích cực chủ động mua sắm, dự trữ thuốc, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, đảm bảo cho công tác điều trị người bệnh COVID-19. Số lượng dự trữ phải gấp 3 lần hơn so với nhu cầu hiện tại. Đồng thời kiểm kê số lượng vật tư y tế, trang phục phòng chống dịch hiện có và số lượng dự trữ phải gấp nhiều lần so với nhu cầu hiện tại. Các đơn vị khám chữa bệnh, bệnh viện hạng 3 tăng cường tổ chức khám bệnh và kê đơn, cấp phát thuốc cho người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở, không để bệnh nhân mắc các bệnh thông thường đi lên tuyến trên khám bệnh. Triển khai cấp phát thuốc các bệnh mạn tính theo quy định của Bộ Y tế và cơ quan bảo hiểm xã hội. Sáng nay 26 tháng 5 nhằm ngày 15 tháng 4 âm lịch tại chùa Linh Sơn, Đà Lạt, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ Phật đản Phật lịch 2565. Tham dự chỉ có một số ít tăng ni Phật tử thực hiện đúng việc giãn cách và không tập trung đông người nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau lễ dâng hoa lên Đức Phật, Hòa thượng Thích Thanh Tân, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã đọc diễn văn kính mừng Phật đản của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Diễn văn nêu rõ sự kiện Đức Phật Thích Ca ra đời mang theo bức thông điệp đề cao trí tuệ, sự hiểu biết và lòng từ bi, hướng tới xây dựng một xã hội bình đẳng. Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng nhấn mạnh, mùa Phật đản Phật lịch 2565 năm nay diễn ra với nhiều sự kiện trọng đại của địa phương và đất nước, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành. Do vậy, mỗi người càng phải tự ý thức nâng cao trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và bảo vệ đất nước, chung tay ngăn ngừa dịch bệnh, thể hiện lòng từ bi, đùm bọc, chở che đồng bào. Tăng ni Phật tử Phật giáo Việt Nam Lâm Đồng tổ chức đại lễ kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh Phật lịch 2565, dương lịch 2021 trong niềm hoan hỷ vô biên với nhiều sự kiện trọng đại. Giáo hội kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là ngày hội bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kính mừng ngày đản sinh của Đức Từ Phụ năm nay,
Tăng ni Phật tử Việt Nam, các ban viện trung ương, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp tích cực trong công tác Phật sự ít đạo lộ đời. Lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng đối với các tăng ni Phật tử tưởng nhớ ngày Đức Phật đản sinh. Đây là dịp để các tăng ni Phật tử hướng tâm và sống theo giáo pháp Phật, cùng nhau suy niệm thông điệp an bình của Đức Phật, phát huy trí thức, đạo đức, tinh thần từ bi Phật dạy, thực hiện những việc làm, lời đạo, ích đời, ban vui, cứu khổ, cùng nhau cầu nguyện cho một thế giới hòa bình, an lạc, đặc biệt sớm vượt qua đại dịch Covid-19. Để cầu nguyện cho thế giới thế bình, chúng sanh an lạc, tâm Bồ Đề kiên cố, hộ cho Phật tử bình an vô sự vậy đó. Hôm nay nhân ngày Phật đản 2565, tôi rất hân hoan để đến đây tưởng niệm ngày Phật đản sanh. Tôi cũng cầu nguyện đất nước của Việt Nam mình an lạc, đẩy lùi bệnh dịch Covid. Lễ Phật đản năm nay diễn ra trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 nên các hoạt động làm lễ đều được gói gọn, tránh tập trung đông người nhưng vẫn đầy đủ các nghi lễ trang trọng và ý nghĩa. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng cũng khuyến khích các Phật tử tự tâm lễ Phật tại gia chứ không tập trung về chùa để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch. Những nội dung chính trong phần tin trong nước. Trong cuộc chiến phòng chống Covid-19, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đóng vai trò quyết định vì sự an toàn của cả cộng đồng. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang hoàn thiện việc kiểm nghiệm và dự kiến triển khai khảo nghiệm vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi trong tháng 5 này. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch để thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch. Mức kinh phí ngân sách nhà nước bố trí dự toán cho quỹ hàng năm bằng 10% tổng số thu nộp ngân sách từ nguồn thu phí cấp thị thực và các giấy tờ có liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của Việt Nam cho người nước ngoài và bằng 5% tổng số thu nộp ngân sách từ nguồn thu phí tham quan du lịch, điểm du lịch của năm trước, liền kề năm hiện hành. Kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho quỹ được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch, không được sử dụng chi hoạt động quản lý bộ máy của quỹ và chi cho các mục đích khác. Với hoạt động tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam, dự thảo cũng đưa ra mục đích chi tổ chức các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam ở nước ngoài. Tối qua, lô vaccine AstraZeneca thứ tư về tới sân bay Tân Sơn Nhất với số lượng 288.000 liều. Hiện lô vaccine này đang được bảo quản lạnh và chính thức thông quan vào sáng nay. Đây là lô vaccine thứ hai do Bộ Y tế đặt mua thông qua VNVC và lô vaccine AstraZeneca thứ tư về tới Việt Nam. Như vậy, đến nay đã có 4 lô vaccine AstraZeneca về tới Việt Nam với tổng gần 2,9 triệu liều. Ngoài ra, Bộ Y tế đã đăng ký với COVAX để mua thêm khoảng 10 triệu liều vaccine theo cơ chế chia sẻ chi phí với giá ưu đãi. Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước, khi hàng ngày vẫn có số ca mắc mới trong cộng đồng. Hiện nay Phú Yên chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng, vì thế công tác phòng chống dịch bệnh càng được các cấp chính quyền triển khai quyết liệt. Và trong cuộc chiến phòng chống COVID-19, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đóng vai trò quyết định vì sự an toàn của cả cộng đồng. Hình ảnh khác hẳn so với trước đây, ngay tại khu vực khuôn viên này, người dân đi tập thể dục đều đeo khẩu trang, thậm chí đạp xe quanh hồ khẩu trang vẫn luôn hiện diện. Khoảng cách giữa mọi người với nhau theo đúng quy định. Tất cả những ai có mặt ở đây đều ý thức trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Đó cũng là lý do những người như ông Thạch có những thay đổi phù hợp hơn trong những lần tập thể dục thể thao của mình. Mình cùng chung tay đỡ bảo vệ cho mình và bản thân mình và bảo vệ cả cộng đồng. Mình tránh cái sự lây lan, tránh cái sự mà lây nhiễm chung tất cả mình và vì mọi người. Kể từ đại dịch COVID-19 bùng phát, những quy định xử lý các trường hợp không tuân thủ công tác phòng chống dịch bệnh đã được đưa ra. Người dân ngày càng ý thức hơn trong việc tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế. Tuy nhiên, trong khi mà đại bộ phận mọi người dần thay đổi trong hành vi nếp sống của mình ở công cộng, thì vẫn còn những người chủ quan lơ là trong phòng ngừa dịch bệnh. Ngay tại khu chợ này, nơi tập trung mua bán đông người, nhưng lại có rất nhiều người không đeo khẩu trang hoặc có cũng chỉ đeo một cách hời hợt không đúng quy cách. Những hành động như thế này đang trở thành mối nguy rất lớn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Thấy sợ là sợ những người không đeo khẩu trang, mình ra mình tiếp xúc với những người khác là họ lây lan truyền hơi nước miếng hơi miệng mình, giờ mình sẽ lây cho con cháu mình. Cô mong muốn những người cùng
là đeo khẩu trang hết để bảo vệ bản thân mình. Rồi nếu mà mỗi người góp mà cộng sức lại với nhau để bảo vệ sức khỏe cho mình thì cái cộng đồng mình bảo vệ an ổn hơn, an lạc hơn, an vui. Nó không có bị dịch, nó không có bị lây bệnh. Phú Yên vẫn là địa phương an toàn với dịch COVID-19 cho đến thời điểm này, nhưng không vì thế mà bất kỳ một ai được phép chủ quan trước những quy định phòng dịch. Bảo vệ sức khỏe bản thân là cách thể hiện ý thức trách nhiệm đơn giản nhưng hiệu quả nhất vì sự an toàn của cộng đồng trước dịch bệnh. Phòng chống dịch bệnh COVID-19 cần bắt đầu từ ý thức và sự chung tay của mỗi người. Sau 5 lần thí nghiệm, vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi có khả năng bảo hộ 100% số lợn được tiêm. Trong điều kiện sản xuất, con số này là 80%. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang hoàn thiện việc kiểm nghiệm và dự kiến triển khai khảo nghiệm trong tháng 5 này. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước có 718 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 162 huyện của 30 tỉnh, thành phố, với số lợn buộc phải tiêu hủy trên 36.000 con. Dịch bệnh xảy ra ở các hộ, cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo an toàn sinh học. Tính đến thời điểm này, cả nước có 390 ổ dịch tại 28 tỉnh, thành phố, chưa qua 21 ngày. Theo đánh giá, việc kiểm soát tốt dịch bệnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái đàn, tăng đàn lợn. Nếu mọi điều kiện thuận lợi, dự kiến chỉ vài tháng nữa, Việt Nam sẽ có vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi mua, bán, phục vụ trong nước. Trường Sa hiện có 3 trường học là Sinh Tồn, Sông Tử Tây và Thị trấn Trường Sa. Mỗi trường có 2 thầy giáo đảm nhận giảng dạy, chăm sóc cho trẻ mầm non và tiểu học. Dù xa đất liền, đời sống trên các đảo còn nhiều khó khăn, nhưng điều kiện học tập của các học sinh ở đây vẫn đủ đầy. Còn với những người thầy, Trường Sa trở thành quê hương, trường lớp là nhà và học trò là con. Việc dạy học cho con em của người dân sinh sống trên đảo không hề đơn giản. Mỗi lớp học đều ghép học trò từ mẫu giáo đến các lớp lớn hơn. Với các thầy giáo nơi đây, lúc đầu có bỡ ngỡ, nhưng về sau càng làm càng yêu nghề và làm tốt hơn công việc của mình và được phụ huynh đánh giá rất cao. Là rất là tự hào và cảm thấy thiêng liêng khi mình được đặt chân ở đây, được sinh sống ở đây và được công tác trong một thời gian dài ở đây. Sau khi về đất liền, các cháu có đủ kiến thức, sức khỏe và được kinh nghiệm để cho các cháu theo học đủ điều kiện với các bạn trong đất liền. Thầy cũng rất là quan tâm. Nói chung là thầy, các hai em có hai cháu đang theo học ở đây thì các cháu học rất là tốt. Cuộc sống trên đảo dẫu nhiều khó khăn nhưng học sinh đều rất chăm ngoan, lễ phép. Bởi từ lúc sinh ra đến lúc học con chữ, cuộc sống của các em gói gọn trong các mối quan hệ là ba mẹ, anh chị em, là bạn bè, thầy giáo và cả các cán bộ, chiến sĩ. Các chú, các cô trên đảo này thì chỉ con học và tính toán, đi những chơi những trò chơi, thể diều đều các chú rất là biết và chỉ cho lại cho mấy tụi con. Muốn là các chú, các bác trong đất liền á, cùng góp đồ chơi ra đây cho các em nhỏ, các bạn cùng chơi. Còn bút, thước, còn cấp sách để cho chúng em còn dự phòng khi đi học. Giữa mênh mông nắng gió biển trời, công việc dạy học nơi đây không chỉ là truyền dạy kiến thức chuyên môn, mà còn là sự truyền dạy tinh thần dũng cảm, sự gan dạ, kiên cường. Có thể nói, mỗi học sinh Trường Sa là một chiến sĩ nhí, cùng nhau thi đua học tốt. Còn các thầy giáo thi đua dạy tốt, sống tốt, dẫu cho muôn vàn khó khăn. Đất liền cũng gửi lên nhưng mà vì điều kiện khí hậu, về sóng gió cho nên muốn gửi lên thì phải mất cũng vài tháng mới đến. Cho nên những cái vật dụng đó thì chúng em ở trường là tự làm những cái dụng cụ đồ dùng học tập cho mấy cháu học để tốt hơn, theo kịp các cháu trong đất liền thì đã là lớp ghép. Cho nên mình phải sáng tạo nhiều về sự di chuyển linh hoạt và nói rất là nhiều. Những bục giảng nơi đầu sóng Trường Sa vừa là nơi gửi gắm khát khao của thầy giáo trẻ, vừa là nơi chắp cánh ước mơ cháy bỏng của những đứa trẻ lớn lên ở Trường Sa. Mai này, những công dân đặc biệt sinh ra ở Trường Sa, lớn lên ở Trường Sa, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc sẽ trở thành những người có thể đương đầu với những con sóng dữ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Phần cuối chương trình thời sự tối nay, cần xây dựng tốt các chuỗi liên kết hợp tác của nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông để tạo cơ sở vững chắc thúc đẩy ngành sản xuất dược liệu của địa phương phát triển. Thưa quý vị, là địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển cây dược liệu, song do chưa hình thành được quy hoạch vùng sản xuất cây dược liệu tập trung
xây dựng các chuỗi liên kết cũng như thu hút được các đơn vị doanh nghiệp, nhà đầu tư có quy mô quan tâm, nên chưa khai thác được tiềm năng thế mạnh cây dược liệu của địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Được biết đến là vùng sản xuất nông nghiệp nổi tiếng, bên cạnh các mặt hàng chủ lực như sao hoa, thì atiso như là một trong những cây trồng đặc trưng riêng của địa phương. Thống kê hiện nay atiso của Đà Lạt chỉ mới phát triển gần 100 hecta, được trồng nhỏ lẻ tại thành phố Đà Lạt và một số vùng của huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà. Tiềm năng lớn, giá trị cao nhưng quy mô nhỏ lẻ, không có sự định hướng đúng đắn. Liên kết chặt chẽ giữa người nông dân, nhà khoa học, doanh nghiệp và chính quyền địa phương dẫn đến việc atiso vẫn chưa phát triển được theo đúng tiềm năng. Tôi thấy trong qua nhiều năm hoạt động trong ngành sản xuất này thì tôi thấy là bên nước ngoài đó họ rất ưa thích cái cây atiso và cái trà atiso này. Nhưng mà do cái vấn đề canh tác của nông dân đó, thì họ theo cái kiểu canh tác cũ, tức là sử dụng rất nhiều phân hóa học, chất hóa học, thuốc bảo vệ thực vật. Vì vậy là càng ngày cái giống nó càng thoái hóa, nó mất đi và cái sản lượng coi như là bị những cái sâu bệnh không chữa được. Không chỉ cây atiso, hiện nay một số cây trồng khác như diệp hạ châu, đương quy, đẳng sâm, sâm ngọc linh cũng đang nằm trong tình trạng tương tự và đứng trước thách thức lớn về nguồn nguyên liệu. Đơn cử như cây diệp hạ châu Cát Tiên, với định hướng phát triển cây diệp hạ châu Cát Tiên trở thành cây trồng chủ lực, xóa đói, giảm nghèo. Mục tiêu xây dựng vùng sản xuất diệp hạ châu quy mô gần 200 hectare theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Tuy nhiên trên thực tế, cây trồng này tại huyện Cát Tiên đang gặp khó khăn do không có đầu ra ổn định. Giá cả thì cái giá này là chúng tôi phơi, tới ngày thu hoạch là cắt phơi, đập ra xong là đóng bao là cân cho công ty La Đô Pha là nó 55.000 một ký. Thế giá cả này thì thấy nó thấp á, thì cái công của người lao động thì nó nói đúng là nó cũng chưa đạt yêu cầu, thu nhập thì nó vẫn còn thấp. Theo quyết định 1976 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Đà Lạt, Lâm Đồng thuộc vùng trung bình có khí hậu á nhiệt đới sẽ quy hoạch trồng 12 loại dược liệu. Trong đó hiện nay địa phương có một số cây chủ lực như atiso, đương quy, sâm ngọc linh, đẳng sâm. Vì vậy, để xây dựng quy hoạch tổng thể về dược liệu, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, xây dựng chương trình, đề án phát triển cây dược liệu. Mục tiêu phải phát triển trồng cây dược liệu thành ngành sản xuất hàng hóa song song với rau, hoa. Trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao, tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, đồng thời phải quản lý khai thác, bảo tồn và giữ gìn những nguồn sen dược liệu quý, có giá trị tại địa phương, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên dược liệu phục vụ cho mục tiêu phát triển y tế và kinh tế. Hiện nay tỉnh đồng đang giao Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là xây dựng một đề án phát triển dược liệu. Thì chúng tôi nghĩ rằng và với một điều kiện sinh thái đối với chịu cơ thể phát triển ở vùng Lạc Dương và tại thành phố Đà Lạt, bởi vì đây là điều kiện sinh thái độ ẩm cao và chúng ta thực hiện không phải là trồng theo điều kiện sinh thái bình thường như vùng bản địa, mà tại Đà Lạt Lạc Dương chúng ta trồng theo hướng không ẩm cao. Để chúng ta điều chỉnh toàn bộ về vấn đề là cái điều kiện môi trường tự nhiên theo hướng nhân tạo. Vấn đề thứ hai là chúng ta toàn bộ vấn đề là xử lý về cái giá thể và cái đất hữu cơ đảm bảo theo yêu cầu phát triển dược liệu. Lâm Đồng hiện có gần 30 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược liệu, trong đó tập trung các nhóm sản xuất trà atiso, đương quy, sâm và nhiều mặt hàng về dược liệu có giá trị. Ngoài ra có hàng chục mô hình cơ sở sản xuất hộ gia đình sản xuất chế biến dược liệu nhỏ lẻ khác. Rõ ràng, cây dược liệu của Lâm Đồng có nhiều cơ hội để phát triển trở thành một trong những trung tâm dược liệu của cả nước. Vì vậy, nếu xây dựng tốt các chuỗi liên kết hợp tác 4 nhà, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông, thì đây chính là cơ sở vững chắc để tạo tiền đề thúc đẩy ngành sản xuất dược liệu của địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.